Sáng 3 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương. 38 bị cáo, 6 tội danh, số tiền thu lợi bất chính trong vụ án lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bào chữa. Đó là những con số đáng chú ý trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Việt Á, đại án đầu tiên được đưa ra xét xử trong năm 2024. Theo quyết định xét xử, phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền kiểm sát xét xử, gồm 1 kiểm sát viên cao cấp và 4 kiểm sát viên trung cấp. 38 bị cáo bị truy tố về 6 tội danh khác nhau, trong đó 2 người bị truy tố cùng lúc 2 tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Gồm bị cáo Phan Quốc Việt là tổng giám đốc và bị cáo Vũ Đình Hiệp là phó tổng giám đốc công ty Việt Á. 6 người bị truy tố tội nhận hối lộ gồm các bị cáo Trình Thanh Hùng là cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thanh Long là cựu bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh là cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Minh Tuấn là cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên là cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính thuộc Bộ Y tế, Phạm Duy Tuyến là cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương. 3 người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm các bị cáo Nguyễn Văn Trịnh là cựu trợ lý Phó Thủ tướng, Phạm Xuân Thăng là cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Phạm Mạnh Cường là cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương. 2 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm các bị cáo Chu Ngọc Anh là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phạm Công Tạc là cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 2 người bị truy tố tội đưa hối lộ gồm các bị cáo Phan Tôn Noel Thảo là trợ lý khối tài chính công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo là thủ quỹ công ty Việt Á. 21 người bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm các bị cáo là nhân viên công ty Việt Á và cán bộ y tế của một số địa phương. 2 người còn lại bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, gồm các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy là cựu chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Bạch Thùy Linh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holdings. Vẫn theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó các ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt mỗi người có 4 luật sư bào chữa, ông Chu Ngọc Anh có 1 luật sư bào chữa, ông Nguyễn Văn Trịnh và Phạm Xuân Thăng mỗi người có 2 luật sư bào chữa. Vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đánh giá của Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, đây là vụ án điển hình về tham nhũng có hệ thống. Vụ án điển hình với mức xảy ra từ cơ quan bộ ngành Trung ương cho tới địa phương, tới cấp cơ sở do diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Yên cho hay, lực lượng cán bộ y tế nói chung và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật nói riêng có đóng góp quan trọng, song cũng đã để xảy ra chuyện tham nhũng tiêu cực chưa từng có. Cũng vì số lượng cán bộ vi phạm là rất lớn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có chủ trương phân loại xử lý đối tượng. Trong đó nhóm bị nghiêm trị bao gồm những người lợi dụng chức vụ quyền hạn, tác động, chỉ đạo cấp dưới, làm trái quy định, người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hành, vì động cơ vụ lợi, chiếm hưởng số lớn. Nhóm được xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự là những đối tượng có vai trò thứ yếu, phụ thuộc, thực hiện theo mệnh lệnh, đặc biệt là không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi, hoặc là những người ở tuyến đầu chống dịch, vi phạm trong bối cảnh cần kit xét nghiệm ngay, làm vì việc chung. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sau khi được cấp phép lưu hành, công ty Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá rồi bán cho các cơ sở y tế trên khắp cả nước, từ đó thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng. Tính riêng phần tài sản nhà nước, số tiền thiệt hại là hơn 402 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ngoài cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp thụ lý, cơ quan tố tụng tại 61 tỉnh thành phố được ủy thác để xác minh làm rõ những khuất tất trong quá trình mua bán kit test Việt Á tại các cơ sở y tế công lập. Đến nay, công an 15 tỉnh thành phố đã khởi tố 17 vụ án về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 tỉnh khởi tố về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Mới đây nhất, cuối tháng 12 năm 2023, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xét xử 7 bị cáo do có sai phạm trong việc chuyển giao đề tài kit test Việt Á. 3 bị cáo Phan Quốc Việt, Trịnh Thanh Hùng và Vũ Đình Hiệp lần lượt bị tuyên 25 năm, 15 năm và 6 năm tù. Ngoài ra, 4 bị cáo là các cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y cũng lãnh án tù.